Vâng, là về một tí rồi, lúc mà cái nhạc bài cuối lên có ai nổi ra gà cho mình nhỉ? Vâng, chào tay với bộ phận đúng không? Và ngay sau đây thì xin được mời vào nhận xét của giám khảo CK Animation. Anh chào các em. Thực ra thì cái đầu tiên mà anh muốn nói luôn bây giờ là bởi vì là cái sự đồng đều của các bạn nó quá tuyệt, bởi vì là có thể là kỹ thuật của các bạn không cao nhưng mà tất cả các bạn đều không cao giống nhau ấy, cho nên là nó có một cái độ đều mà xem là không thể nhận biết được ai hơn ai của cái nhóm này. Cái việc thứ hai đó là cái cách trộn nhạc của em, bọn em nó làm cho khán giả nổi ra cả điển hình là anh, bởi vì anh rất thích cái bài Tân Thủy Hử ấy, cái bài La La A đấy. Cái bài này chắc là anh sẽ cộng một điểm cho cái bài này. Còn cái cuối cùng anh muốn nói, anh chỉ nói rằng là bọn em đã làm quá tốt và đã quá xuất sắc trong cái bài diễn này, và cái nắm tay của bọn em nó thể hiện cái điều đấy. Hãy nhìn đi em, đừng khăm nữa. Và xin các bạn số 1 không? Thôi cho anh. À vâng, một lời trước nữa của anh Hà Duy. Tất cả các lời khen của anh Công anh đều anh đều đồng ý. Nhưng chỉ có một điều thôi. Như tất cả mình, tất cả những gì mà về nhảy, mà tất cả cái dancer và tất cả từ trước đến nay đang cố gắng cống hiến thì đều muốn mọi người không cổ suý nó thành những cái mà mình đang hiểu sai, thì thế là anh không thích, bản thân anh không thích cái động tác đầu tiên cái bạn kia đi vào vứt quyển sách, tại vì nó là hình tượng rất là với anh thì nó giống như là đúng như là cái người ta hay nghĩ nhảy nó bỏ bê tất cả, không hề mình vứt quyển sách có thể cho với Lalo mình đặt nhẹ nhàng xuống, mình vẫn trân trọng nó chứ không vứt một cái để góc nào thì không ai để ý đến nó. Anh chỉ có một cái này thôi. Hãy để ý nhé, những cái nhỏ rất là quan trọng. Cảm ơn anh Hải Duy.